Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube Xe Ford Phú Mỹ. Hôm nay tại Phú Mỹ Ford, thành giám đốc công ty đã tổ chức cúng mùng 2 tháng ngâu cho toàn bộ cán bộ công nhân viên tại Phú Mỹ Ford. Cầu mong cho tất cả cán bộ công nhân viên công việc được thuận lợi, buôn may bán đắt trong cái năm Covid rất là khó khăn này. Mong mọi người làm việc đạt hiệu quả thật tốt và gặt hái nhiều thành công mới. Chúc cho mọi người thành công. Các bạn xem video clip. Hoàn cảnh cũng tại Phú Mỹ Ford rất là vui nhộn với những màn rất là hấp dẫn sắp tới. Cảm ơn các bạn đã xem theo dõi video clip nữa. Hàng năm cứ đến tháng 7 âm lịch, tại Phú Mỹ Ford chúng tôi sẽ tổ chức cúng đầm tháng 7. Đây, những các anh em cán bộ công nhân viên đang tranh nhau lượm những đồng tiền từ ban giám đốc phát ra cho vui vẻ của các bạn. Cơ hội cho anh em có một cái sáng trong một cái năm rất là khó khăn này. Mong mọi người cùng còn 2.000, năng lượng được 2.000, gặt hái nhiều thành công mới. Đây, lượm được tờ tiền 2.000 rất là vui nhộn của các bạn. Các bạn xem video clip thấy vui thì vui lòng đăng ký kênh ủng hộ Mạnh Phiêu Xe Ford Phú Mỹ ha, để mình có thêm động lực làm những video clip vui nhộn hơn, hay hơn. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi kênh trong suốt thời gian qua. Đây, bên phòng dịch vụ các anh em đang đua nhau được những đồng tiền may mắn. Các anh em rất là hí hửng. Đây là quang cảnh tất cả phòng kinh doanh đang chuẩn bị cầu mong cho những tháng còn lại của trong năm gặt hái được nhiều thành công mới nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video clip.